tròn tỉnh. Út Liễu đã mắt nhìn quanh và bật dậy ngay khi biết mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Nhưng hình như có một sức y quá nặng đã kéo cô lại, người đau nhức như trong cơn bệnh nặng. "Tôi đang ở đâu?" Trả lời cô là giọng một phụ nữ. "Mày không biết là đang ở đâu và làm gì à? Hãy kéo cái mền ra thì biết ngay thôi." Lúc này Liễu mới đưa tay sờ lên người. Bên trong chiếc mền đắp ngang là phần da thịt trần trụi, không một mảnh vải nào che thân. "Trời ơi!" cô kêu lên kinh hãi. Vừa lúc người vừa nói chuyện với cô bước ra từ sau tấm rèm che, một phụ nữ trên dưới 30, mặt đầy phấn son, vẻ đanh ác. Cô ta lại lên tiếng: "Biết tao là ai chưa, con đĩ chó?" "Ai?" "Bà là..." Mụ nở nụ cười nham hiểm. "Có lẽ phải nói rõ thì mày mới biết. Tao là Hương Lan, vợ chính thức của Ba Tình, con trai đích tôn của nhà này." Lờ mờ nhận ra thực tế, Út Liễu kêu lên: "Mấy người đã làm gì tôi? Thằng Ba Tình..." Vợ Ba Tình đanh giọng: "Ai cho phép mày gọi chồng tao là thằng này thằng nọ, con đĩ chó? Mày đã dụ dỗ ăn nằm với nó, cô tính chở mặt hả?" Chụp ta lên bụng mình, Út Liễu đã hiểu tất cả. Cô vùng tóc mền ra định chạy đi, nhưng với thân thể lõa lộ thì làm sao dám. Cô ôm lấy ngực và ngồi lại xuống giường mặt khóc nức nở. Lờ mờ nhớ lại cơn nôn thốc lúc ở trên cano, rồi sau khi uống thuốc mê, Út Liễu gào lên: "Quần khốn nạn!" Giọng của vợ Ba Tình càng lúc càng cay nghiệt hơn: "Tao bắt được tại chặn, mày lén vào đây ăn á với chồng tao. Nếu không có ba má chồng tao can ngăn thì đêm qua tao đã giết mày thả trôi sông rồi. Tao thật không ngờ một đứa con nít ganh như mày á cũng dám làm chuyện tài đình này." Ả ta quay ra đóng chặt cửa phòng lại, rồi lấy ra một sợi dây buộc đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu quất mạnh vào đầu, mặt mũi của Liễu. Cô gái đang yếu mềm với cọng bún này chỉ biết đưa tay lên đỡ và kêu la, nhưng chỉ một chốc sau đã bị cô vợ Ba Tình chói gô lại đặt nằm giữa giường. À ta đắc chí: "Tao sẽ hành hạ mày bằng cách để trần truồng như vậy, cô đem đặt xuống xuồng cho trôi đi khắp chợ để mọi người nhìn một chút đứa nào dám cả gan lấy chồng người khác. Mày chịu nổi không?" Bao nhiêu dục nhã uất hằn phút chốc trào ra. Út Liễu gào to lên: "Đồ súc sinh, quân khốn nạn, mày hại người còn độc ác vu cáo, đồ chó!" Thẳng tay quất xuống thân thể bất động của Liễu bằng một thanh tre đã chuẩn bị sẵn, và cứ liên tục như thế đến hơn chục roi rồi mà ả độc ác vẫn chưa hạ giả. Chợt có người xô cửa vô và quát lớn: "Mày tính giết người hay sao vậy con ác nhân kia?" Người vừa xuất hiện là bà Phủ Quay. Bà ta giằng lấy cây roi trên tay vợ Ba Tình, vừa đẩy ả sang một bên: "Mọi việc đã lỡ rồi, để tao và ba mày giải quyết. Mày không được hành hạ nó nghe chưa?" Bà ta đích thân cởi chói cho Liễu, rồi lấy một bộ đồ sạch mặc vào cho cô với lời vỗ về: "Bác xin lỗi con, chẳng qua là cơn ghen của đàn bà. Nhưng từ giờ bác sẽ không cho nó làm gì con nữa đâu." Bà quay sang quát lớn: "Mày đi ra khỏi phòng, kêu thằng chồng mày vô đây." Vợ Ba Tình lúc nãy hùng hổ đánh ác bao nhiêu thì giờ lại ngoan ngoãn nghe lời. Đợi ả ra rồi, bà Phủ lại nói: "Thật ra thằng Ba Tình nó thương con từ lúc chưa lấy vợ, nhưng lúc ấy con cứ trách mặt nó hoài nên nó mới cưới con Lan Hương này. Con đàn bà nạ dòng này đâu có đẻ đá cho nhà này đứa cháu nào nó giỏi. Bởi vậy hai bác cũng sẽ tính sẽ cho tụi nó thôi nhau, tìm cho thằng Tình đứa khác để còn đẻ con. Nè Liễu, con hãy bình tâm lại. Thằng Ba Tình nó không phải chùi qua dập Liễu vì con đâu. Chẳng qua nó..." Út Liễu ôm hai lỗ tay gào lên: "Bà đừng nói nữa. Trời ơi, má ơi, ba ơi." Có lẽ đã chịu đựng quá sức nên vài giây sau Liễu đã kiệt sức liệm đi. Bấy giờ Ba Tình mới nhẹ đẩy cửa bước vào. Hắn ta hỏi khẽ: "Sao má?" Bà Phụ lắc đầu: "Nó còn hoảng loạn lắm. Hồi nãy tao mà vô không kịp thì con quỷ cái Lan Hương nó giết chết người ta rồi. Quân quá ác, biểu thị của ai cho nó sợ thôi, vậy mà như muốn hạ thủ . Ba Tình được dịp sổ nỗi lòng: "Con ác phụ đó mà kể gì ai. Bởi vậy nếu cái này Út Liễu sinh cho con thằng con trai
thì sớm muộn gì con cũng từ nó. Thấy trên tay chân Út Liễu có nhiều vết chảy xước gớm máu, Ba Tình vội lấy khăn lau ra chiều thương yêu lắm. Bà phụ bảo: "Ngay tối nay á, mày liệu đưa con này ra chợ huyện, ở trong căn nhà phố lầu ba mày mới mua, rồi tìm lời an ủi, khuyên dụ nó để bằng lòng chấp nhận. Chứ theo tao á, thì câu bộ á, găng lắm chứ chẳng chơi đâu. Còn con vợ mày á, để tao lo." Ba Tình có vẻ lo: "Còn ông Tám Hạo thì sao rồi má?" Bà phụ đáp tỉnh rồi: "Ba mày á, tha cho nó về, nhưng tao cho tiền thằng quái xị bảo nó giam lại. Sáng nay giải lên tỉnh rồi, du cho cái tội dùng vũ khí hành hung để giật nợ, tù ít nhất cũng 3 năm. Ba có biết không?" "Ông biết thì chuyện đã rồi, mà để thằng đó ở ngoài á, thì còn rắc rối thêm chuyện con Liễu. Thôi lo mà chở nó đi ngay á, chặn gạn này. Nhớ là canh chừng con nha, bí quá nó dám làm liều lắm mà." Út Liễu vẫn chìm trong cơn mê. Trời bên ngoài vần vụ sắp đổ cơn mưa lớn, sấm chớp liên hồi, dường như trời đất cũng đang lên cơn thịnh nộ trước những tội ác đang diễn ra. Chỉ tiếc là trời luôn ra tay không kịp trước mọi bất công. "Má ơi, cứu con." "Út Liễu, má đây, má tới với con đây." "Nhưng sao má đứng ngoài đó, vô đây mới cứu được đó chứ. Họ nhốt con trong này nè, họ giết con má ơi." Bóng thím Tám Hạo chập chờn ngoài cửa sổ, đôi lần định vượt qua chắn song sắt nhưng đều bất thành. Út Liễu nhìn rất rõ toàn thân mẹ mình ướt sũng và hình như khuôn mặt chín đầy những máu nữa. Hốt hoảng, Liễu lại gào to lên: "Má ơi, cứu con, má sao vậy má?" Đáp lại là giọng đứt quãng của thím Tám: "Má không vô được, chân má bị xiềng, người má bị thương tích nặng lắm con. Má, sao vậy? Ai đã hại má?" Thiêm Tám khóc ngắt: "Bữa họ cào nhà mình, chặt, đốt, đã phạm phải má. Má luôn ở bên các con mà. Vậy mà họ nỡ nhẫn tâm. Má, ông Phụ Oai nói rằng á, ông là..." Thiêm Tám hốt hoảng đưa tay chỉ ra sau lưng mình: "Con không thấy gì chính qua đứng đó sao? Vì mà nghe tới thằng khốn nạn đó thì lập tức con cũng bị dạ lây." Nhìn thấy một phụ nữ xõa tóc quá lưng, mặt xanh tái khác thường đang đứng im như pho tượng gần đó, Út Liễu ngầm so sánh: "Bà ấy đâu có đẹp bằng má mình lúc con gái." Chính qua đang đứng đó là hình ảnh của một cô gái đôi mươi, chứ không già như má. Út Liễu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô chợt hiểu: dì ấy chết lúc tuổi đôi mươi mà, còn má thì chết già. Út Liễu một lần nữa muốn chồm người qua cửa sổ để đến bên mẹ, nhưng người cô nặng trịch, tay chân như bị ai chói chặt. Liễu đành gào thật to: "Má ơi, đợi con." Một cơn gió lạnh thổi qua, Út chợt rùng mình. Cô cảm giác như mình đang rơi vào một bể băng, có một bàn tay của ai đó chụp lấy cổ cô muốn siết chặt. "Má!" Ở ngoài kia dường như thiếp Tám đã nhìn thấy. Bà cố hét lớn: "Đừng để nó giết con, Út ơi!" Bàn tay lại kia cứ mỗi lúc mỗi siết mạnh hơn. Út Liễu hầu như chẳng còn thở được nữa. Cô hiểu mình sắp chết, sắp phải xa bà mẹ già đang đứng nhìn cô một cách vô vọng ngoài kia. "Cứu con, má ơi, dì Chính ơi, thằng Phủ Quay nó hại con." Trong tuyệt vọng, Út Liễu đã nói tên Phủ Quay ra và lập tức có tác dụng. Bóng của dì Chính qua vụt lóe lên rất nhanh, rồi từ xa lao vút tới như tia chớp. Bàn tay đang siết cổ Út Liễu rơi ra, kèm theo một tiếng hú thất thanh: "Út, sao vậy Út, tỉnh lại." Tiếng kêu đã làm cho Út Liễu thoát ra cơn mê vừa rồi. Cô bật ngồi dậy nhìn ra cửa sổ và gọi thất thanh: "Má ơi!" Nhưng trước mắt Liễu lúc ấy chỉ là bóng đêm dài đặc cùng sự im lặng đến ngột ngạt. Bên cạnh cô là Ba Tình, anh ta cố làm lành: "Em mà thấy ác mộng nữa là phải không Út? Đã bảo rồi, gán ngủ ngon, ăn nhiều để mau khỏe. Vậy mà..." Thực tế quá phũ phàng trước mắt, Út Liễu vung tay đập thẳng vào mặt kẻ đứng trước mặt mình: "Thằng khốn nạn, tao giết mày." Cô lao tới chụp được áo của Ba Tình, rồi bằng một sức mạnh chưa từng thấy, Út Liễu ôm cứng lấy anh ta, dữ dằn như con mạnh thú. Ba Tình rú lên và cố vùng ra, nhưng do Liễu bám quá chặt
nên nhất thời anh ta đành phải thúc thủ. Và sức mạnh của Út Liễu giờ phút đó chẳng gì có thể ngăn cản nổi. Chỉ một thoáng, cả cô và Ba Tình đã ra gần sát cửa sổ không có chắn song. Tiếng thét kinh hoàng lúc này lại chính là của Ba Tình. Tiếp theo là cả hai vụt bắn ra ngoài cửa sổ, từ đó xuống đất khá cao. Bà Phụ Oai chết lặng bên xác con trai. Bà đã không còn thể thể khóc nữa. Khi bà đã suốt đêm qua cho đến giờ này, bà đã khóc và cắt lên ngắt xuống nhiều lần. Riêng ông Phủ thì chỉ mím môi nhìn Ba Tình rồi quay đi nhẹ lắc đầu. Nỗi đau của ông như lắng đọng hết. Chỉ có một người là không hề khóc, cũng không biểu lộ xúc cảm đặc biệt gì. Đó là Lan Hương. Cô ta ngồi bên xác chồng mà chốc chốc lại chép miệng rồi nói lẩm bẩm gì đó chỉ để tự nghe. Và đến một lúc, khi vừa nhìn thấy bà mẹ chồng định bước ra ngoài, ả ta dường như không kiềm chế được đã thốt lên: cho đáng cái đời. Bà Phụ rất thính tai, đã quay lại và hỏi liền: mày nói ai đáng đời? Lan Hương lắp bắp: dạ con đâu. Đã đến lúc sức chịu đựng của bà Phụ không còn giới hạn, bà to tiếng: tao đã thấy chướng tai gây bắt từ hôm qua đến giờ rồi. Ai thở đời, vợ gì mà chồng chết lại không nhỏ một giọt nước mắt, không khóc thương một lời. Mày là con người hay thú vật vậy? Giới hạn kiềm chế của cô con dâu quá quắt này cũng bị phá vỡ. Cô ta chả treo ngay: khóc thương chi cho mệt để con người một dạ hai lòng, suốt đời chỉ chạy theo bóng sắt đó. Mày biệt thị ai đó con kia? Thì ai hai lòng hai dạ ác biết. Ai đã yêu người ngoài phụ rể vợ con chắc má biết hơn tôi mà. Giọng bỉa mai của cô đã nhận ngay một cái tát của bà Phủ Quay, và đó là giọt nước làm tràn ly. Lan Hương chu chéo to lên: bớ người ta, vô đây mà coi Phủ Quay ức hiếp người đây nè. Cái quân một dạ hai lòng, đồ ham đó bỏ đăng, hỏi cả làng này coi ai mà không biết. Ngày xưa Phủ Quay á, phụ con gái người ta đi chạy theo bóng sắt khác, đến nỗi người yêu phải nhảy sông tự tử. Ngày nay rau nào sâu ấy, thằng Ba Tình cũng tốt đẹp gì đâu, hết tò tí với người ăn khẽ ở trong nhà, rồi nay lại bắt ép gái tơ đốt nhà cướp của thiên hạ, đến nỗi chết thê thảm vì gái. Vậy mà giờ còn bắt tôi phải khóc thương nữa sao? Những lời cay độc phát ra từ cửa miệng của ả đã làm xé lòng bà Phụ. Một con người lâu nay chỉ biết hò hét và cay độc với thiên hạ, bà còn chưa kịp phản ứng thì ông Phụ Ai đã xuất hiện. Ông chừng mắt nhìn cô con dâu: mày ăn nói bậy bạ hả vậy hả, con vô sinh đáng hậu kia? Cơn giận của ông đã lên đến cực điểm. Chỉ vì vừa rồi Lan Hương đã dám khơi lại chuyện riêng tư bà từ mấy chục năm rồi không một ai dám nhắc, kể cả bà Phủ. Thuận tay ông nắm áo đẩy mạnh con dâu ra khỏi nhà: mày cút đi cho khuất mắt tao. Cũng chỉ vì mày năm bảy năm nay không sinh con nên thằng chồng mày mới đi tìm người để có cái mà nói dối nhà này, mày hiểu chưa? Lan Hương giờ chẳng còn kiên để gì nữa, cô ta gào lên: bớ người ta, Phủ Quay cưỡng hiếp con dâu nè. Ả vừa nói vừa tự tay cởi phăng áo lụa đang mặc ra để lộ nửa thân trên đồ lộ, miệng thì tiếp tục tru chéo. Không ngờ cô ả phản ứng quá dữ nên ông Phủ Oai hậm hực bỏ đi, vừa ra lệnh cho đám tôi tớ khác: con này nó điên rồi, tụi bay đẩy nó vô nhà kho phía sau á, nhốt và khóa kín cửa lại. Đám gia nhân chưa kịp ra tay thì chợt Lan Hương đã vỗ vào bụng như muốn đập vỡ nó ra: tao sẽ giết cái bào thai trong bụng này cho tụi bay tiệt tử luôn. Chỉ một câu nói đó thôi đã làm thay đổi tất cả. Ông Phụ Oai sững lại, còn bà Phụ thì há hốc kêu lên: vợ thằng Ba, đừng! Bà quên cả thân phận, lao tới ôm ngang người của con dâu để ngăn cản, không cho cô ta làm điều. Còn Lan Hương thì chẳng biết vô tình hay cố ý, lại tiếp tục đánh đấm vào bụng. Nhưng lần này thay vì chỗ bụng mình, tất cả những cú đập đánh đều trúng vào mặt bà Phụ. Thấy nguy, ông Phụ Oai phải la lên: tụi bay sao không tới tiếp bà, lấy áo mặc vô cho vợ thằng Tình rồi đưa nó vô phòng. Khi mọi người can ra được thì bà Phụ đã mềm nhũn. Vậy mà bà dặn cố nói: giữ tay nó lại, đừng cho động tới cái thai. Vợ Ba Tình có lẽ cũng đã ráng quá sức nên cô ta chỉ còn thều thào những gì trong miệng nghe không rõ. Lúc đám gia chăn kề hai bên
đưa vào phòng trong.